Thưa quý vị, trẻ em vùng miền núi bị vắt chui vào mũi mà không có tiền đi khám bệnh. Ngày 26 tháng 5, các bác sĩ quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã khám và phát hiện em gái tên Thang, 16 tuổi, ở thôn 58, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, có hai con vắt nằm trong hai lỗ mũi. Bà Ung Thị Chuyện, mẹ của em Thang cho hay, Thang bị câm điếc bẩm sinh. Những ngày gần đây, Thang thường bị chảy máu mũi nhưng không rõ nguyên nhân. Vì chưa có tiền nên gia đình không thể đưa em Thang đến bệnh viện khám. Bác sĩ Lê Ngọc Hóa, người trực tiếp khám và gấp hai con vắt ra khỏi mũi của em Thang cho biết, do hai con vắt dài gần 7 cm này nằm khá sâu trong hốc mũi nên phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới gấp được cả hai con ra. Cũng trong ngày 26 tháng 5, các bác sĩ quân y còn phát hiện thêm một bé gái 4 tuổi bị vắt chui vào mũi nhưng do vị trí vắt nằm quá sâu, không có dụng cụ y khoa chuyên nghiệp để lấy ra nên đã chuyển xuống trung tâm y tế huyện Nam Giang nhờ chữa trị. Cả hai trường hợp trên đều có nhận định là do thời tiết nắng nóng, trẻ em miền núi thường xuống tắm suối mát nên bị vắt chui vào mũi mà không hề biết.